Công nghệ 4.0 rồi thì bên anh em bây giờ trên xe nó tính năng giải trí trên xe rất là nghèo nàn, và là thì nhiều chiếc xe vẫn chưa tích hợp những cái hệ thống giải trí dẫn đường cảnh báo giao thông cho anh em và cam 360. Thì đây trước mặt anh em đây là một chiếc Toyota Vios đời 2021. Thì bản thân chiếc xe này có tích hợp màn hình DVD rồi, có cam lùi rồi, nhưng mà lại có một số thiếu sót như là chưa có hệ thống dẫn đường cảnh báo tốc độ, chưa có hệ thống giải trí YouTube nghe nhạc trên trực tuyến và xem VTV. Đấy. Và cam 360 thì chưa có. Thì em có tư vấn cho anh chủ lên cho mình một chiếc xe màn hình đèn cam 360 với cái chi phí rất là hợp lý, chỉ hơn 8 triệu thôi là anh em có sở hữu một cái màn hình đấy đầy đủ dưỡng kèm theo rắc cắm rắc zin 100% và tích hợp đầy đủ có tất cả các phím khiển vô lăng zin trên xe này của anh em, và đồng thời chiếc màn hình này sẽ tích hợp cả cam 360 độ cho anh em. Đây anh em có thể thấy khi anh em xi nhan phải sẽ hiện ra cam bên phải, xi nhan trái thì nó sẽ hiện ra cam bên trái. Anh em cái này thì em xem chưa căn chỉnh xong thì anh em có thể nhìn thấy là cái hình ảnh và cái độ phân giải cam nó chưa vào hết cái phần hình ảnh. Ngoài ra thì sau khi anh em giả xi nhan thì nó sẽ có camera đằng trước, khi anh em về lùi thì nó sẽ có camera đằng sau. Đấy, anh em có thể thấy đây cam rất là rõ và sắc nét anh em nhá. Đồng thời cái bộ camera hành trình 360 này nó sẽ có tích hợp cam 360 cho anh em. Đấy, ghi hình đồng thời cả 4 mắt cam. Đấy. Ngoài ra thì với cái bộ phân giải màn hình là 1080 à 2K thì anh em có thể thấy là chất lượng hình ảnh cực kỳ sắc nét rồi. Ngoài ra trên màn hình sẽ có tích hợp bản đồ Google Map, bản đồ Vem Map, cảnh báo tốc độ, cảnh báo giao thông cho anh em. Có phần mềm của ZTE YouTube, hãng phát triển đánh riêng, và cái phần mềm YouTube này sẽ là không có quảng cáo. Đấy, có phần thêm một cái phần ZTE Checking để anh em có thể định vị cái dòng cái xe của mình khi mình đang ở vị trí nào. Đấy, còn khi anh em muốn tở mở TV thì ở hãng nó có ngay ứng dụng TV 360 hoặc là anh em tải VTV Go. Đấy, về. Còn ngoài ra thì có cửa hàng Safe Play để anh em tải đa nhiệm ứng dụng. Anh em muốn tải ứng dụng nào về trên nước cái màn hình này thì anh em có thể lên CH vào tay anh tải trực tiếp về trên trước màn hình. Ngoài ra với cái hệ thống âm thanh rất là nhiều anh em cũng có quan tâm đến. Đó là cái hệ thống âm thanh sau khi lắp cái màn hình này thì có hay hơn hay không. Thì đây trên màn hình này nó sẽ có tích hợp một hệ thống DSP để tinh chỉnh âm thanh cho anh em. Với lại cái này rất là nhiều cái tần số để anh em chỉnh mid, chép và bass cho anh em. Và bộ cam 360 thì anh em có thể biết là nó ghi hình đồng thời cả 4 mắt cam rồi, thì cái rất là hệ tiện cho anh em. Và cái hệ thống nút nhé, điều khiển trên xe này sẽ là tích hợp zin cho anh em hết nhá, lắp đặt thì là cắm lắp zin. Đấy, anh em nào mà chưa lắp màn hình này hoặc là đang muốn có nhu cầu lắp màn hình Android cam 360 thì hãy đến với Agala Thái Nguyên ngay anh em nhá, để em tư vấn lắp đặt và cho các bác trải nghiệm thực tế trên chiếc xe của chính bên em. Em cảm ơn.